các đồng chí mạnh dội. Very good, very good. Ăn uống đầy đủ không? Quý vị đi cũng xong suốt hả? Ở bên Việt Nam tu hành tinh tấn hả? Bây giờ dễ dàng hơn không? Dễ hơn hả? À, cũng phải cảm ơn chính phủ Thái Lan với chính phủ Việt Nam là mình mới qua đây được chứ hả? Cảm ơn chính phủ nào, Thái Lan hay là Việt Nam? Hai cái hết ha. Cảm ơn hai chính phủ ha. Tự do rộng rãi ha. Yeah, càng ngày càng tốt, càng ngày càng tốt. Quý vị tu hành thêm nhiều thì thế giới càng ngày càng hòa bình, nước nhà càng ngày càng thịnh vượng và hạnh phúc. Bây giờ Việt Nam đã âu ca lạc nghiệp rồi hả? Nhiều hơn hồi xưa rồi phải không? Đã tham gia World Trade Organization vô cái tổ chức đó đâu phải dễ phải không cưng? Trời.